Ôi cả nhà coi tuyết rơi nữa nè. Rơi quá trời luôn rồi. Wow. Mới rơi có một buổi thôi mà nó nhiều thế vậy đó nè. Tuyết nhưng mà nó gió cả nhà ơi. Mình đi rước thằng con trai với con gái về luôn. Ôi trời trời. Mình đi rước con trai với con gái về. Em John. Em John ơi. Đánh không em John ơi? Do nó đứng ở chỗ đó nó chờ chị hai nữa. Rồi đây trường với Jessica này, mình ở đây nó do nó đứng đó nó chờ chị hai nó đó. Đó nó xung quanh trường. Tơi xốp gì nè, là độ đạnh của nó hả, độ đạnh của nó nhiều quá cho nên nó mới tiết nó không có ướt hết cả nhà, tơi xốp cho nên hả. Anh John nói mẹ cái mặt của mẹ nó lạnh nó lỏ luôn. Anh John có đỏ không? Đâu mẹ coi. Mẹ đỏ luôn hả? Mẹ nó luôn. John đỏ luôn hả? Sao mày để lỡ? Mình đi về mình quay cái đường đi tiết cho cả nhà xem. Quá trời tiết luôn rồi. Bữa nay lạnh quá. Thank you.
đi cái ti với nhà mình nha. Dắt mông mông. Ba cho dắt mông nha. Ừ. À, cho dắt nha. À. Ồ ồ mông 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 mông. Ô con mông mông. Ok 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 mẹ chó. Nhon, mời bà. Nó lớn lên coi. Chị chào bà chứ mở bà chứ. Dắt gói rồi mọi chú em. Dắt gói rồi. Nhân sang áo lên cho. Nấu ra ăn đậm ngon lắm cả nhà. Nào cứ chơi như con nha. Món này rất là dễ làm luôn cả nhà. Ở Việt Nam mà mình chỉ mua bò với heo á, xay á, mình trộn với nhau rồi xong rồi ha, mình mua miếng bơ mình xào đó rồi, rồi nêm nếm cái gì tương cà đó cả nhà. Với lại mình xào hành tây. Rồi anh ai thích ăn béo nhiều thì mình bỏ phô mai vô nhiều cả nhà. Xào bơ nhiều chút xíu. Ăn cái này là chồng mình nó ăn hai dĩa cả nhà. Ngon không Nhân? Ngon. Dạ ngon. Ngon ngon. Nó lớn lên coi. Ngon ngon. Nhất có cái ngon. Mẹ. Nhất nó sắp nhất có cái ngon. Oi oi oi. Không kéo tóc anh không kéo tóc. Áo anh dành nha. Anh dắt không ăn món này nữa hả? Ông bảo chú ơi, anh dắt còn ăn ngon nữa nè. Món này dòng mình hảo ăn phải hai dĩa mà đủ. Mà ba thì hảo rồi đồ thái nhiều. Nghe mày biết. Nhắc này.
Anh ăn để vô sao cho anh còn yên nguyên vậy? Mình muốn ăn cháo. Mình muốn ăn cháo hả? Chơi luôn. Nó thèm cháo nửng không bảo chú hay? Tại hoài hoài. Hoài hoài không ăn cháo phải không? Thèm cháo hả? Ở đây hả, đi kiếm hết rồi, không có đứa nào mà nó thích ăn cháo hết. Chỉ có nhà hó là mấy đứa con là khoái ăn cháo thôi cả nhà. Tiếc quá trời tiếc luôn cả nhà. Gì á, gì á? Đúng tay mẹ. Ngon quá ta. Ngon quá vậy. Để thêm miếng cho chắc nha. Lần đầu tiên mình lấy tới hai dĩa cả nhà. Cái món này là mình ăn xíu thôi. Mà bữa nay là mình ăn mày biết rồi. Papa lu papé chắc đây. Tôi lấy cho chắc. Bắt mày cho. It doesn't bounce. Tại nó cắt thịt á, tại nó ăn thịt một mình nữa nó mặn quá. Có vụ nó nữa. Vụ. Chị hai hồi chưa có đi nhà bạn chơi, chị hai có nhà bạn có cho ăn khô quờ cho nên đâu có đói. Hồi chưa đi học về đó xong xin nhà đi nhà bạn chơi 2 tiếng nha nha. 1 tiếng. 1 tiếng nữa à. 3 giờ mấy đi tới 4. Ba, à, cái gì 2 giờ mấy? À, đi mà đi, con đi tới 4 giờ mấy mới về. Con đúng rồi xíu. Yo, we have to write this sketch up. Yes. Mày lúc cho ha mẹ. Nè ăn miếng đó.
Bye bye, comment bye 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 bye. Món này như rất là ha, đơn giản mà ngon á cả nhà, chứ không phải là dở đâu, mà rất là dễ làm, nhanh gọn đẹp. Cái gì vậy? Uống gì kỳ á? Nhiều khi mà nhiều đổ. Ông bà cô chú thương con như giá kỳ, ông bà cô chú đăng ký cho con nha nhất nha. Cảm ơn bà cô chú, mong bà chú. Video mình ăn tới đây thôi cả nhà ơi, hẹn cả nhà vào clip sau. Bye bye cả nhà. Xin chào bà chú. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.